chưa chắc đã hiện này. Vì là ông Nguyễn đi đâu cũng không biết lái xe, anh là người chở. Xuyên suốt trong những cái công việc làm cho tới là những cái buổi tiệc đi chơi, những lúc mà chồng ông Nguyễn không có ở đây ở Việt Nam là anh luôn luôn là người bên cạnh. Và hôm nay thì không có còn anh đứng ở đây nữa để mà động viên cho em là anh phải nói thế này, em phải nói thế kia. Thì em cũng không biết nói gì hơn. Và cái câu em cũng rất là đau lòng khi chồng em nói là mấy ngày nay anh đi qua đưa đồ ăn cho chị Phương với lại bé Mèo, anh mới thấy là thương em được tiếng nhiều hơn. Là vì anh tiếng chở em đi rất là nhiều năm như vậy, một tuần 3-4 lần, mới thấy là thương em nhiều hơn nữa. Thì Nguyễn không biết nói gì hơn, chỉ là cảm ơn tất cả những anh chị em cô chú đã thương yêu anh được tiếng. Và giống như là những anh chị em nghệ sĩ, và giống như chị Thủy và chị Jessie, nhóm Hội Tâm Linh với lại nhóm chị em chung chơi với nhau là chị Michelle đã cùng chung để giúp cho cái buổi tang lễ này cho anh nó hoàn chỉnh. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Và những cái tâm nguyện mà em với anh làm với nhau thì tết nay mình có hứa với nhau là đi về Việt Nam làm một cái chuyến từ thiện ở vùng núi. Thì em không còn anh nữa, em vẫn về theo như lời hứa với anh để em làm hoàn thành cái tâm nguyện cuối cùng của anh. Người này đó là cái tâm nguyện xa đúng không? Còn tâm nguyện gần nhất của Đức Tiến đó là chương trình Ánh Sao Đêm vào ngày 31 tây. Mặc dù Đức Tiến qua đời nhưng mà Đức Tiến vẫn muốn, các bạn tin rằng Đức Tiến vẫn muốn cái show vẫn diễn ra. Và các bạn biết rằng trong cái đêm đó ban chương trình cũng đã làm cái video clip, làm cái đoạn để mà tưởng nhớ sự mất mát của Đức Tiến. Mong rằng tất cả quý vị khán giả, nếu mà yêu mến Đức Tiến, yêu mến Đăng Nguyên, yêu mến toàn bộ ekip, khi mà mất mát một người đồng nghiệp, một người anh thân thương như vậy, thì quý vị hãy tiếp tục ủng hộ, đừng vì sự đau buồn mà không ủng hộ cái show của Đức Tiến mà miss, đó là cái show Ánh Sao Đêm. Mong rằng tất cả quý vị đến để xoa dịu nỗi đau của các chị em nghệ sĩ, xoa dịu nỗi đau của Trầm Hương, và cùng gấp lời cầu nguyện và tưởng nhớ lại những giây phút mà Đức Tiến đã đồng hành với lại Trầm Hương và rất nhiều các chị em nghệ sĩ. 31 tây tháng 5 sắp tới nha quý vị. Mong rằng quý vị xem livestream, quý vị ở đây vẫn tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho cái show của Trầm Hương sắp tới đúng không em? Thôi bây giờ em nghỉ ngơi ha. Trầm Hương và toàn bộ chị em nghệ sĩ cũng sẽ còn ở đây rất là lâu đến tối để mình còn lo được những chương trình vào buổi tối nay ha. Rồi em hãy về chỗ nghỉ ngơi nha. Và giờ đây xin phép được mời chị Michelle đến từ đại diện của văn phòng thượng nghị sĩ. Cho anh Nguyễn xin được mời chị. Vâng, đây có thể là một niềm vinh dự cho Đức Tiến khi mà chúng ta nhìn thấy là có hai cái bằng tưởng niệm của hai vị dân biểu ở tại tiểu bang.